Pháp môn tịnh độ này Rộng nhiếp vạn pháp Phổ độ chúng sanh Nên gọi là rộng lớn Những điều này chúng ta cần phải hiểu Phải thật sự thâm nhập thống triệt Vì sao tâm mới có thể chuyên nhất Không nên hôm nay nghe người này nói pháp môn này hay Ngày mai nghe người kia nói pháp môn đó hay Tâm liền dao động đây là nguyên nhân gì đây là thiền căn tu trong đời quá khứ chưa đủ mới sinh ra hiện tượng này đời này đối với sự chọn lựa pháp môn do dự không định đời này nhất định qua đi một cách uổng phí điều này vô cùng có thể quý vị nhận thức rõ về pháp môn này sẽ thâm nhập một môn không thay đổi nữa nhất định thành tựu nên nhớ bí quyết thành tựu chính là nhất tâm chuyên chú nhất tâm không thể chuyên chú đời này chắc chắn không thành tựu phải đợi đến đời sau kiếp sau cho nên nhất định phải biết Pháp môn tịnh độ rộng nhiếp vạn pháp Nghĩa là vô lượng pháp môn đều ở trong bộ kinh này Tám vạn bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn đều ở trong đó Phổ độ chúng loại Trên từ đẳng giác Bồ Tát Dưới đến địa ngục vô gián Tất cả đều được độ chỉ cần quý vị có thể gặp được, có thể tin tưởng, không có ai không được độ. Nghĩa là tất cả đều có thể vãng sanh, tất cả đều có thể gặp Phật A Di Đà. Nên gọi là rộng lớn. Chúng ta đưa ra một ví dụ nhỏ để nói. Trong ly nước có nhiễm ô, có vật dơ bẩn chúng ta để một nơi để khoảng một tiếng nước lóng xuống sạch sẽ nước sạch có thể uống nhưng gốc nghi chưa trừ những thứ lóng xuống dưới là gốc của nghi ngờ Nếu như khuấy động nước này Nó lại khởi lên Cần phải trừ sạch tất cả những thứ dơ bẩn trong đó Khi đổ nước sạch ra Nó cũng không bị dơ Không có chút ô nhiễm nào Vì sao Huệ Tâm không khai phát chỉ vì ba cấu chúng sâu Ba cấu này là tham sân si Bây giờ phải thêm vào hai loại Là tham sân si mạng nghi Có ngạo mạn có hoài nghi Năm loại tham sân si mạng nghi Năm loại này chỉ cần có trí tuệ thì không thể hiện gì. Đây là từng bước, từng bước dần dần tìm ra gốc bệnh của chúng ta. Bây giờ làm sao để trừ diệt gốc của bệnh? đoạn văn bên dưới đưa ra một phương pháp căn cứ vào an lạc tập thì niệm phật tam muội có thể trừ tất cả tội chứa tham sân si trong quá khứ hiện tại và vị lai chúng ta có tin được chăng Cần phải tin Chúng ta niệm Phật đã nhiều năm nay Vì sao không trừ diệt được tham sân si Không những không trừ được Mà hình như mỗi năm còn tăng trưởng Chúng ta chỉ có niệm Phật Không có tam muội. Ở đây nói niệm Phật tam muội có thể trừ chứ không phải nói niệm phật có thể trừ chúng ta chỉ có niệm phật xưa nay chưa từng đạt được tam muội đây là gì công phu niệm phật chưa đắc lực nếu công phu niệm phật đắc lực sẽ tiêu trừ được tam muội là gì tam muội là thiền định Chúng ta niệm Phật xưa nay Chưa để tâm định vào trong danh hiệu Phật Quý vị xem Khi niệm Phật trong lòng vẫn suy nghĩ vẫn vơ Vẫn rất nhiều thứ xen tạp vào Như vậy là không sạch sẽ Như vừa rồi nói ly nước này bị dơ bẩn Tâm luôn động những thứ dơ bẩn này vĩnh viễn không lắng động Nó cứ nổi lên trên mặt nước Công phu không đắc lực Nếu như công phu thật sự đắc lực Khi niệm Phật buông bỏ vạn duyên Tổ sư Ấn Quang dạy chúng ta Niệm rõ ràng, nghe rõ ràng, nhớ rõ ràng Có hiệu quả chăng? Vẫn không hiệu quả Ngài thì có hiệu quả Vì sao ta không có hiệu quả Vì Ngài buông bỏ hết danh văn lợi dưỡng Ngủ dục lục trân Nên có hiệu quả Còn mình chưa buông bỏ Cho nên Ngài có thể niệm mấy tiếng Niệm đến câu Phật hiệu thứ mấy Đều rất rõ ràng Còn chúng ta niệm chưa đến 10 câu đã lẫn lộn Cần phải biết nguyên nhân Nếu không biết Thì làm sao tiến bộ được Hiểu rồi mới biết Trong nguyên nhân còn có nguyên nhân Càng tìm càng sâu Tìm đến nơi sâu nhất là gì Tập khí phiền não Cần phải đoạn tận nó Nó mới là nguồn gốc của tội Nếu không nhổ sạch tội căn này Thì vĩnh viễn không thể giải quyết vấn đề Nhất định phải nhổ sạch tội căn này Đó chính là Đối với tất cả Pháp Thế xuất thế gian không chỉ là Pháp thế gian Mà Phật Pháp cũng không ngoại lệ Trong Kinh Kim Cang nói rất hay Pháp còn phải bỏ vốn gì vì Pháp Nói một cách rõ ràng minh bạch Đối với Phật Pháp không có tham sân si Đối với Pháp thế gian càng không có tham sân si Trong Kinh nói Phạm những gì cầu là Pháp Đều đạt được thiện lợi Pháp là pháp môn tịnh độ Pháp môn niệm Phật vãng sanh Quý vị cầu Pháp này Đều có thể đạt được lợi ích chân thật Đây là thiện lợi Vì sao vậy? Vì đều có thể vãng sanh tịnh độ Thế nên được an trú không có nghi ngờ Phải an trú tâm trong vô lượng thọ An trú trên danh hiệu của Phật A-di-đà Nhất định không hoài nghi Chân thành niệm không thôi Trì niệm, trì là không gián đoạn Không thất niệm không quên không bị thất niệm nghĩa là niệm rốt ráo một câu phật hiệu này thật thà trì niệm đừng sanh nghi hoặc phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm là gốc của các điều thiện nên phụng trì như cương lĩnh tôn chỉ an trú trong pháp này Lời này nói rất hay Người niệm Phật nhất định phải nhớ Nhất định phải y giáo phụng hành Như vậy chúng ta sẽ thành tựu trong đời này Trong thế giới ngày nay Chúng sanh nghiệp chướng quá nặng Tạo nghiệp rất sâu bây giờ mặc dù phát tâm đại từ bi cũng không độ được họ họ không tiếp thu như vậy phải làm sao lập tức giác ngộ đến thế giới cực lạc trước cầu tự độ trước đến được thế giới cực lạc bản thân thành tượng ở đây mọi người đại khái cũng đã quay đầu chịu khổ nạn nhiều biết thức tỉnh lúc đó ta trở lại đây là phương pháp hay không tiếp họ miễn cưỡng họ tiếp thu đó là điều không thể bản thân thành tựu làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng như vậy là đúng nên thường tu tập khiến không còn nghi hối không nên hoài nghi không nên dừng lại Nghĩa là giọng mạnh tinh tấn Chương đoạn cội rễ nghi ngờ Tức là tội căn Hai câu này vô cùng quan trọng Chúng ta sám hối Sám hối tất cả tội căn Nguồn gốc của tội là gì? Chính là hoài nghi chính là do dự không quyết định chúng ta nghĩ xem có đạo lý chăng ngày nay chúng ta học phật bất luận là trong kinh giáo hay là niệm phật công phu đều không đắc lực nguyên nhân không đắc lực phải chăng là do cội rễ của nghi ngờ Càng nghĩ càng thấy có đạo lý Chưa đoạn gốc nghi ngờ Cho nên lúc nào cũng chướng ngại Công phu không đắc lực Muốn đoạn vội rễ nghi ngờ nên biết phương tiện phải dùng phương tiện nào để đoạn trừ không gốc rễ nghi ngờ nghi hoặc chưa đoạn chỉ vì tuệ tâm chưa khai trí tuệ chưa khai nên không đoạn được gốc nghi có nghi cũng không được tôi vừa mới đưa ra một ví dụ chúng ta đưa ra một ví dụ nhỏ để nói trong ly nước có nhiễm ô có vật dơ bẩn chúng ta để một nơi để khoảng một tiếng nước lóng xuống sạch sẽ nước sạch có thể uống Nhưng gốc nghi chưa trừ Những thứ lóng xuống dưới là gốc của nghi ngờ Nếu như khuấy động nước này Nó lại khởi lên Cần phải trừ sạch tất cả những thứ dơ bẩn trong đó khi đổ nước sạch ra nó cũng không bị dơ không có chút ô nhiễm nào <laughs> vì sao huệ Tâm không khai phát chỉ vì, vì ba cấu chướng sâu ba cấu này là tham sân si bây giờ phải thêm vào hai loại là tham sân si mạng nghi có ngạo mạn có hoài nghi năm loại tham sân si mạng nghi năm loại này chỉ cần có trí tuệ thì không thể hiện đi Đây là từng bước từng bước dần dần tìm ra gốc bệnh của chúng ta Bây giờ làm sao để trừ diệt gốc của bệnh Đoạn văn bên dưới đưa ra một phương pháp Căn cứ vào an lạc tập Thì niệm Phật Tam Muội Có thể trừ tất cả tội chứng Tham sân si trong quá khứ hiện tại và vị lai Chúng ta có tin được chăng? Cần phải tin Chúng ta niệm Phật đã nhiều năm nay Vì sao không trừ diệt được tham sân si? Không những không trừ được Mà hình như mỗi năm còn tăng trưởng Chúng ta chỉ có niệm Phật không có tam muội ở đây nói niệm phật tam muội có thể trừ chứ không phải nói niệm phật có thể trừ chúng ta chỉ có niệm phật xưa nay chưa từng đạt được tam muội đây là gì công phu niệm phật chưa đắc lực nếu công phu niệm phật đắc lực sẽ tiêu trừ được tam muội là gì tam muội là thiền định Chúng ta niệm Phật xưa nay Chưa để tâm định vào trong danh hiệu Phật Quý vị xem Khi niệm Phật trong lòng vẫn suy nghĩ vẫn vơ Vẫn rất nhiều thứ xen tạp vào Như vậy là không sạch sẽ Như vừa rồi nói ly nước này bị dơ bẩn Tâm luôn động những thứ dơ bẩn này vĩnh viễn không lắng động Nó cứ nổi lên trên mặt nước Công phu không đắc lực Nếu như công phu thật sự đắc lực Khi niệm Phật buông bỏ vạn duyên Tổ sư Ấn Quang dạy chúng ta Niệm rõ ràng, nghe rõ ràng, nhớ rõ ràng Có hiệu quả chăng? Vẫn không hiệu quả Ngài thì có hiệu quả Vì sao ta không có hiệu quả Vì Ngài buông bỏ hết Danh văn lợi dưỡng Ngủ dục lục trân Nên có hiệu quả Còn mình chưa buông bỏ Cho nên Ngài có thể niệm mấy tiếng Niệm đến câu Phật hiệu thứ mấy Đều rất rõ ràng Còn chúng ta niệm chưa đến 10 câu đã lẫn lộn cần phải biết nguyên nhân nếu không biết thì làm sao tiến bộ được hiểu rồi mới biết trong nguyên nhân còn có nguyên nhân càng tìm càng sâu tìm đến nơi sâu nhất là gì tập khí phiền não cần phải đoạn tận nó nó mới là nguồn gốc của tội nếu không nhổ sạch tội căn này thì vĩnh viễn không thể giải quyết vấn đề nhất định phải nhổ sạch tội căn này đó chính là đối với tất cả pháp thế xuất thế gian không chỉ là Pháp thế gian Mà Phật Pháp cũng không ngoại lệ Trong Kinh Kim Cang nói rất hay Pháp còn phải bỏ Huống gì vì Pháp Nói một cách rõ ràng minh bạch Đối với Phật Pháp không có tham sân si Đối với Pháp thế gian càng không có tham sân si Hoàng Pháp lợi sanh là báo ơn Không phải tham lam nói Tôi phải tu công đức lớn bao nhiêu Tu phước báo lớn bao nhiêu Không phải vậy Quý vị vẫn còn tham sân si sì trong đó Dùng tham tâm tu Là phước báo nhân thiên Không phải công đức Không ra khỏi luân hồi lục đạo có rất nhiều người nhìn thấy kinh điển đây là tu đại phước báo nên nhanh chóng làm theo không sai không ra khỏi luân hồi lục đạo phước báo hưởng hết nghiệp chướng xuất hiện vẫn phải đọa lạc người nào hưởng phước báo không tạo nghiệp cho nên hưởng phước báo liền đến tam đồ đây không phải cách Cần phải hiểu rõ chân tướng sự thật Chúng ta giải quyết tận gốc Không còn dùng tham sân si mạng nghi Tu tất cả Pháp Đó gọi là công đức Là công đức chân thật Đoạn tất cả ác Tu tất cả thiện Không xen vào tham sân si mạng nghi Không có những thứ này Đây gọi là công đức chân thật công đức chân thật cũng là giả danh vậy công đức chân thật ở đâu không tìm thấy nhưng nó có tác dụng thật sự tác dụng gì quý vị xem công đức chân thật của phật a di đà thành tựu nền thế giới tây phương cực lạc công đức chân thật của chúng ta cũng thành tựu được thế giới cực lạc bởi thế chúng ta vãng sanh thế giới cực lạc cố nhiên là thế giới cực lạc của phật a di đà cũng là một phần công đức của mình trong đó giống như ngài là ông chủ của công ty mình cũng tham gia vào một phần cổ đông tôi niệm một tiếng phật hiệu này chính là một cổ đông hai tiếng phật hiệu là thêm vào hai phiếu chính là như vậy cho nên của Phật Di Đà Cũng là của bản thân chúng ta Tự và tha không hay Phải hiểu đạo lý này Quý vị mới hoan hỷ trì tụng Nếu không hiểu đạo lý này Tâm hoan hỷ không sanh khởi được Vốn niệm A Di Đà Phật Là thêm cổ đông Tâm hoan hỷ sẽ sanh khởi Bởi vậy niệm Phật tam muội Nhất tâm bất loạn Là niệm Phật tam muội Công phu thành phiến Cũng là niệm Phật tam muội Công phu thành phiến là cạn nhất Nhưng chắc chắn có thể phản sanh Nắm chắc chuyện phản sanh Sự nhất tâm bất loạn Sanh vào cõi phương tiện Lý nhất tâm bất loạn Sanh vào cõi thật báo Công phu thành phiến Sanh vào cõi phàm thánh đồng cư Cho nên công phu thành phiến Cũng là nhất tâm bất loạn thấp nhất Như vậy mới thực sự có thể trừ tất cả các chướng ngại tham sân si của quá khứ, hiện tại và vị lai Công phu thành phiến chế phục được nó Sự nhất tâm bất loạn là đoạn tận Lý nhất tâm bất loạn là triệt để đoàn tận Cấu trừ trí tuệ sanh Phiền não không còn Trí tuệ lập tức sanh khởi Tức không còn nghi ngờ Thực sự gọi là đoạn nhi sanh tính Nên công phu đoạn nghi sanh tính Là phải thật thà niệm Phật Mới có thể đoạn nghi sanh tính Mới có thể nắm chắc vãng sanh Đoạn văn tiếp theo Lại trong An Lạc Tập nói Ở trước nói ra nhiều ví dụ như vậy Đây mới là trở lại vấn đề Xưng danh cũng như vậy Giống như ví dụ ở trước vậy Nhưng có thể chuyên đến tương tục không gián đoạn nhất định sanh trước phật câu này trong an lạc tập rất hay chỉ cần chúng ta chuyên đến tương tục không gián đoạn thì chắc chắn được phản sanh đến thế giới cực lạc thân cận phật a di đà Chữ then chốt ở đây chính là Chuyên đến Phải chuyên đến tương tục không gián đoạn Không đơn giản Đây là ý gì? Trong tâm thật sự có Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà Không có gì cả đây mới gọi là duyên chí Trước đây khi ở Đài Trung Thầy Lý dạy chúng tôi Để Phật a di đà trung tâm Dạy chúng tôi thay đổi tâm Tâm chúng ta rất ta rất loạn phải buông bỏ hết những tạp loạn này thỉnh phật a di đà vào trung tâm niệm niệm đều là phật a di đà bất luận là niệm hay là không niệm trong tâm nhất định có phật gọi là trong tâm có phật ý niệm không khởi thì thôi, mà khởi niệm chính là Phật A Di Đà. Như vậy mới gọi là trong tâm có Phật. Nếu khởi ý niệm không phải Phật A Di Đà, như vậy trong tâm không có Phật. Khởi tâm động niệm đều là Phật A Di Đà. Không niệm Phật cũng vãng sanh. Vì sao vậy? Vì tâm họ là Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là tâm họ. Sao họ không vãng sanh được Đây thật sự là thương tục không gián đoạn Công phu này là chơi thật Công phu này không phải giả Nên biết niệm niệm bất khả đắc Là trí tuệ muôn Trong Phật Pháp gọi là trí tuệ chân thật câu bên dưới nói mà có thể hệ niệm tương tục không gián đoạn tức là công đức môn công đức và trí tuệ khác biệt ở chỗ này niệm phật tương tục không gián đoạn là công đức công đức môn là gì Nhất niệm Chỉ có nhất niệm này Không thể có ý niệm thứ hai Trong niệm Phật vẫn còn xen lẫn tạp niệm Làm công đức của quý vị bị phá hoại Vậy niệm Phật có lợi ích không? Có lợi ích Đó gọi là công đức môn Niệm Phật có phúc báo Không có công đức Khi niệm Phật không xen tạp vọng niệm Mới là công đức Xen lẫn vọng niệm là phước đức Hay nói cách khác Niệm Phật đều có lợi ích Công đức có thể giúp ta vãng sanh thế giới cực lạc Còn phước đức thì không thể vãng sanh Có thể giúp ta đạt được phước báo nhân thi Phải hiểu rõ ràng minh bạch điều này Niệm Phật nhất định có lợi ích đây là sự thật, không phải giả. Nghĩa của đoạn kinh này rất thâm sâu. Rất rộng, rất quan trọng. Trong Nhân Vương Kinh nói rất hay từ tánh thanh tịnh chính là bản giác tánh. Nhà Phật gọi là bản giác. Cổ nhân gọi là bản thiện. Nói bản tánh vốn thiện. Tâm thanh tịnh hiện tiền bản thiện sẽ xuất hiện nói cách khác bản thiện nó vốn là thiện vì sao bây giờ bất thiện điều này chúng ta cần phải cố gắng để lãnh hội bản thiện là chân tâm là bản tánh nhà phật gọi là tự tánh Bản thiện vốn không mất đi Chỉ là hiện nay có chướng ngại Chướng ngại này là gì? Ô nhiễm Nhiễm ô Tâm sẽ không thanh tịnh Giống như thau nước Đã dơ vẫn Trong đó có cát bụi Đã nhơ nhớp Không những ô nhiễm Nó cũng không tĩnh lặng được Nó là động Nếu chúng ta khiến nó bất động Khiến nó tĩnh lặng Thời gian lâu Những nhiễm ô này sẽ lắng động xuống Nước lại khôi phục thanh tịnh Sự lắng động này trong nhà Phật Gọi là phục phiền não Chưa đoạn Quý vị xem các bụi vẫn còn trong đó Chỉ là bất động mà thôi Tuy có các bụi Nhưng nó cũng không chướng ngại Nó không chướng ngại sự thanh tịnh quang minh của nước Đây chính là vì sao Nhà Phật coi trọng tu định Định có thể phục phiền não Không thể đoạn phiền não Định lâu sẽ khai trí tuệ Đại triệt đại ngộ Trí tuệ đã khai Trí tuệ chiếu soi phiền não Phiền não liền không còn nữa Tất các bụi trong thao nước này đều không còn Hoàn toàn sạch sẽ Vì sao vậy? Chiếu kiến ngũ ẩn đều là không Ngũ ẩn chính là ô nhiễm sắc thọ tưởng hành thức là ô nhiễm. Sắc là gì? Là hoàn cảnh vật chất. Thọ tưởng hành thức là hoàn cảnh tinh thần. Chúng ta thử nghĩ dục vọng từ đâu mà có? Dục vọng chính là ngũ uẩn lôi kéo ra. Chủng tử đích thực là kiến văn giác tri trong tự tánh Không phải gì khác Vì có phiền não này đang mê hoặc đang lôi kéo Biến kiến văn giác tri thành thọ tưởng thành thức Biến thành phiền não trên tinh thần Do phiền não trên tinh thần Lại biến hiện ra phiền não trên vật chất Sự việc chính là như vậy Đây mới gọi là chân tướng sự thật Do đó chúng ta có thể lãnh hội được Thèn chốt tu hành thực sự chính là định Công phu tu hành là gì? Chính là định công phu cạn hay sâu liên quan đến sức mạnh phục phiền não năng lượng này và trí tuệ đức năng trong tự tánh hiện lộ ra bên ngoài bao nhiêu đều quyết định ở nơi định công người định công càng sâu trí tuệ sẽ càng lớn phiền não sẽ càng nhẹ đạo lý chính là như vậy định là gì nhất tâm chính là định lại thêm vào hai chữ nhất tâm chuyên chú chính là thiền định Pháp môn tịnh độ tông áp dụng Dạy chúng ta nhất tâm chuyên chú vào nơi danh hiệu A-di-đà Phật Hoặc là Nam-mô-a-di-đà Phật cũng được Nhất tâm chuyên chú vào danh hiệu Chính là trong Đại Tập Kinh Đức Phật nói vô thượng thâm diệu thiền niệm phật a di đà là vô thượng thâm diệu thiền họ đang tu thiền nhất tâm chuyên trú vào câu Phật hiệu này có thể đại triệt đại ngộ có thể minh tâm kiến tánh có thể kiến tánh thành phật đây chính là nhất thiết trí trí nhất thiết chủng trí của chư phật đạt được nhất thiết chủng trí này từ trong tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh là do nhất tâm chuyên niệm phật a di đà đạt được Chúng ta dùng phương pháp này Phương pháp này đáng tin cậy Phương pháp này bản thân chắc chắn có thể đạt được Vì sao? Vì không cầu người khác Bản thân tin tấn là được Phật lực gia trị Thật sự có thể đạt được Mà còn đạt được nhanh chóng thật ra có liên quan đến trong đời quá khứ không phải không có liên quan bên dưới nói từ kinh văn trên có thể thấy nhân vương kinh đại nhật kinh sớ đại trí độ luận kinh pháp hoa từ trong những kinh luận này ta có thể thấy được ngày nay người có thể nghe được pháp môn này có thể tin pháp môn này Pháp môn tịnh độ phi diệu Đều là do trong đời quá khứ Tất cả đều như vậy Không có gì không phải Trong đời quá khứ Đã từng cúng dường chư Phật Quá khứ chắc chắn không chỉ một đời Như Kim Kim Cang nói Quá khứ một đời, hai đời, ba, bốn, năm đời Đều quá ít Thiện căn phước đức quý vị tích lũy chưa đủ Mà là gì? Trong kinh nói rất hay Thiện căn phước đức Tích lũy từ vô lượng kiếp quá khứ Trong đời này ta mới có cơ hội gặp được Vậy có cơ hội nghe được Không phải là chuyện đơn giản Cúng dường chư Phật Đây là phước báo rất lớn Chỉ gặp được Phật Phước báo đã vô lượng rồi Không những chỉ gặp một lần không gặp mặt Chỉ nghe đến danh hiệu thôi Trong kinh thường nói Chỉ nghe qua tai Vĩnh viễn thành hạt giống đạo Hạt giống của Phật liền trồng vào trong A Lại Gia Thức của quý vị Vĩnh viễn không hư hoại Gọi là hạt giống kim cang Gặp duyên nó sẽ khởi hiện hành Nó liền khởi tác dụng Huống gì nghe được pháp môn này Có thể tin Có thể lý giải Phát nguyện cầu sanh tịnh độ Đây hầu như là người có căn tánh thuần thuộc Trong Kinh Thường nói là Chúng sanh căn tánh thuần thuộc Vì sao vậy? Họ sẽ thành tựu ngay trong đời này Đời này có thể thấy được Phật A-di-đà Đời này có thể chứng vô thượng Bồ Đề Được Phật gia trị Ngày nay mới được pháp môn rộng lớn như vậy Pháp môn rộng lớn chính là pháp môn tịnh độ Kinh vô lượng thọ Phật A-di-đà Pháp môn tịnh độ này Rộng nhiếp vạn pháp Phổ độ chúng sanh Nên gọi là rộng lớn Những điều này chúng ta cần phải hiểu Phải thật sự thâm nhập thống triệt Vì sao tâm mới có thể chuyên nhất Không nên hôm nay nghe người này nói pháp môn này hay Ngày mai nghe người kia nói pháp môn đó hay Tâm liền dao động đây là nguyên nhân gì? đây là thiền căn tu trong đời quá khứ chưa đủ mới sinh ra hiện tượng này. đời này đối với sự chọn lựa pháp môn do dự không định, đời này nhất định qua đi một cách uổng phí. điều này vô cùng có thể. quý vị nhận thức rõ về pháp môn này sẽ thâm nhập một môn không thay đổi nữa nhất định thành tựu nên nhớ bí quyết thành tựu chính là nhất tâm chuyên chú nhất tâm không thể chuyên chú đời này chắc chắn không thành tựu phải đợi đến đời sau kiếp sau cho nên nhất định phải biết Pháp môn tịnh độ rộng nhiếp vạn pháp Nghĩa là vô lượng pháp môn đều ở trong bộ kinh này Tám vạn bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn đều ở trong đó Phổ độ chúng loại Trên từ đẳng giác Bồ Tát Dưới đến địa ngục vô gián Tất cả đều được độ chỉ cần quý vị có thể gặp được có thể tin tưởng không có ai không được độ nghĩa là tất cả đều có thể vãng sanh tất cả đều có thể gặp phật a di đà nên gọi là rộng lớn đối với pháp môn này ở sao khuyên chúng ta nếu có thể tin đầu tiên là có thể tin tiếp theo là có thể thọ thọ là tiếp nhận thế nào gọi là tiếp thu y giáo phụng hành gọi là tiếp thu tiếp thu rồi phải thực hành phải đem lý luận của bộ kinh này biến thành tư tưởng của mình giáo phấn của bộ kinh này biến thành hành vi sinh hoạt của mình chúng ta thật sự hành trì liền được nhất thiết trí trí chính là nhất thiết chủ trí <laughs>